Cà Rau trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay khá là rảnh rỗi bởi vì đang những cái ngày cuối của cái event tuần cuối cùng của cái con tướng Ba Tô đó nè em. Thì ngày hôm nay mình sẽ vào ở trong cái bảng tiếng Anh em ơi, của Huyền Thoại Hải Tặc ha. Thì để coi thử coi là bên này họ update được những cái gì rồi, và cũng như là những cái event bên này có sự khác biệt gì so với lại ở bên server Việt hay không nha anh em. Bên này thì có một cái con tướng khá là đẹp luôn, đó là Luffy and Zoro. Hay cha, không biết khi nào server Việt nó mới về con này anh em nhờ. Con này thì nói chung là mình nghĩ chắc không về đâu anh em ơi, bởi vì nó có sự giống nhau, hình như là giống thằng Zoro Wano sao đấy. Ok anh em, qua tuần sau chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ chiến trường 4/4 anh em. Thì anh em nào đang bận đi học đi làm á, không có thời gian á, thì có thể liên hệ mình anh em ha. Chỉ với 30 lúa thôi thì anh em sẽ full cái nhiệm vụ chiến trường này. Thông tin thì mình sẽ để dưới phần comment, và cũng như là anh em có thể inbox để biết thêm chi tiết ha. Rồi mình đang có mặt ở bên bản tiếng Anh nha anh em. Bản này hồi trước đó mình cũng đã có review rồi đó, nhưng mà lâu quá rồi chưa có vào anh em. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng xem thử coi là bên này nó đã update được những cái gì rồi. Đầu tiên là vào trong phần tướng đi anh em ơi, để thử coi là bên này update được những cái gì rồi ha. Aozikuzan có luôn rồi nè, nhưng mà cái con Bato là một cái con tướng mới ở bên server Việt, nên là bên này thì nó sẽ ra tướng chậm hơn bên server Việt luôn nha anh em, chậm hơn server tiếng Việt đấy. Ồ, để coi coi, trời ở bên này không có con gì ngon luôn em, có Sira rồi cũng được nè. Rồi qua ở bên bên 7 Brockwano là con mới nhất nha anh em. Brockwano là con mới nhất nha, không có Akanu rồi các thứ luôn. Trời ơi, nó ra chậm anh em ơi. Nó hình như là không ra tướng mới luôn á. Hình như không ra tướng mới luôn á. À bên này có Hiyori nè. Hiyori là cũng là một con tướng mới anh em ha. Tính ra là Hiyori là cũng gọi là ok nè anh em. Rồi, à bên này Bo Lilit luôn nha anh em. Có cả Bo Lilit đồ các thứ luôn, Usopp, Wano nữa nè. À. Rồi, ở bên này thì để coi coi Lu and Zoro hồi nãy mình có nói rồi anh em ha. Lu Nika nè, có Lu Nika, có cả Kaido. Ủa, Shiki thì không có anh em, chưa có Shiki luôn. Để kéo xuống thử coi có hay không nha anh em. Rồi vậy là chưa có Shiki rồi. Tính ra là không thèm ra tướng bên này luôn hả ta. Bên này bữa giờ là tàn chơi mấy con tướng cũ không anh em. Đó, bên server Việt là tầm có chừng 3 tuần ra một con. Mà cái bản này á, thì mình cả tháng 2 tháng trời mới vào để mình xem một lần đó anh em. Thì không có thấy tướng mới đâu cả anh em ơi. Nó cứ vòng vòng mấy cái con này không à. Rồi qua bên hệ Minh Mẫn đi. Ủa VV nè anh em. Hệ Minh Mẫn thì mới nhất hiện giờ đó là Big Mom Tân Niên đúng không? Thì bên này vẫn chưa có luôn em ơi. Bên này vẫn chưa có Big Mom Tân Niên luôn. Trời ơi, sạn hát ẩn đồ các thứ nè. Chopper Giáng Sinh luôn nè anh em. Đó, nhìn là biết là bên Việt Nam họ ra cái bản này rồi anh em ơi. Đây, Chopper Giáng Sinh luôn ha. Rồi, thì tổng kết lại những cái con tướng anh em thấy có sự khác biệt gì ở bên server Việt không anh em? Nó thiếu khá là nhiều tướng luôn anh em. Từ gọi là Shiki nè, Big Mom nè, Big Mom Tân Niên đó anh em. Rồi thêm cả Jinbe cũng có nha. Rồi thêm cả Shiki rồi các thứ không thấy mặt mũi đâu hết anh em. Bato nữa. Đó, thiếu khá là nhiều tướng mới luôn anh em ha. Đó, và đặc biệt là có những cái con tướng mà bên server Việt có mà bên này thì lại không có anh em. Đó, nói chung là bên này không biết là anh em chơi meta như thế nào anh em ạ. Để tí coi những cái trận BK thử coi. Kaido này nè. Kaido bên này hình như là chơi được rồi. Hồi đợt là nghe nó bị lỗi gì đó anh em. Nhưng mà đợt này chắc chơi được rồi ha. Rồi quay lại cái event tuần anh em. Hồi nãy mình có coi sơ bộ rồi. Nói chung là hơi bị ghê. Đây em ơi, cái này là cái thần toán tự đúng không? Cái móc cuối cùng là 150 phép tính anh em. Nó cho cái bá đao. Bá đao truyền thuyết. Trời ơi, bá đao rau cắn truyền thuyết nha anh em. Tăng là 110 tóc đồ các thứ rồi anh em ơi. Chí mạng và sát thương chí mạng nè, cũng như là 11% tấn công cái này là chưa có lên sao nha anh em. Đó, nhưng mà anh em biết rồi, muốn lấy cái bá nè, đao này đâu phải dễ anh em. 150 phép tính, 60 phép tính là chúng ta chỉ được có 10.000 cái thẻ huyền bí thôi. Thẻ huyền bí này để mở album đó anh em. Hai cái cuộn L1 là hai ở móc 20-30 nè anh em. Đó, móc 3-5-10 là được cái thùng bia thôi. Rồi, thì bên này nó cũng sẽ có thêm cái nhiệm vụ để chúng ta kiếm thêm phép tính rồi anh em ha, với lại số nè. À, nhưng mà 150 nhét thì quá chua anh em ơi, thực sự. Trời ơi, mình đi cỡ 50 hay 60 nhét là thấy đuối rồi anh em. Huống gì là 150 rồi. Coi tiếp tục luôn cả cái xúc sắc anh em ơi, xúc sắc bên này để coi coi. Trời ơi, trời ơi, xịn nè. Móc 200 là được thêm L1 nè. Móc 250 được cái L2. 300 thì được cái rương xúc sắc nè. 350 thì được một con lính chì 9 sao, 400 là được lính chì 10 sao, 450 là được 10 cái này là cái bánh lái chiêu mộ anh em.
tích được nha. Bánh lái này như là bánh lái tích được á em, ngon, 10 cái thôi. Cho nguyên con cây đô luôn em. Cây đô bây giờ hiện giờ ở bên này là đang rất là hot. Đó, 500 nhét. Trời ơi, quá đã anh em. Cái này mà bên server Việt thì thôi rồi luôn anh em, chơi hơi bị sướng luôn ấy. Hay chà, đó là về cái xúc sắc anh em ha. Rồi, có event tuần luôn nha anh em để thử coi là có cái gì ha. Tuần này thì nói chung là có tiêu kim cương hả ta? Cái này hình như là móc tiêu kim cương thì phải nè. 30.000, 60.000, 150.000, cái này là cái gì đây? Wow, à, cái này là rương rương bảo vật anh em ơi. Trời, tiêu như vậy mà được có cái rương bảo vật cùi bắp vậy ta? Rồi, cái này cái gì? À, cái này là đổi bộ đồ nghề nha anh em, đổi bộ đồ nghề. Cái giá trị của nó giống y chang như là bên server Việt thôi anh em. Rồi, cái này là thuốc hoán đổi nè anh em. Ồ, bên này nó bán ít hơn anh em nhờ. Nhưng mà nó bán mắc hơn nữa anh em. Thuốc hoán đổi nó bán 30.000. 30.000 một rương. Wow, bán mắc thế. Rồi, cái này là chiêu mộ thùng bia chắc luôn anh em. Ồ, chiêu mộ thùng bia bên này nó cũng sẽ có cho chúng ta mấy cái rương để mà chúng ta mở mấy cái số phép tính đồ các thứ nha anh em. Nhưng mà ngặt nổi á, thì cái rương bên này nó không tích được nha anh em. Nên nhớ cho mình nha, đây, nó để nè. Thu hồi sau khi event kết thúc anh em. Đó, nó cho rương ha. Đây, rương này rương số nha anh em. Nhưng mà xả, nếu mà xả hết event đợt này thì chúng ta cũng có thể có thêm được mấy cái rương số chơi cũng được. Bánh lái chiêu mộ nữa nè. Bánh lái thiền trưởng nữa nè. Ủa, lần này nó ra tướng mới là con Robin Wano hả ta? Uầy, bây giờ Robin Wano nó mới về bên này sao anh em ơi? Đây anh em thấy nè, móc 200 là được con tướng mới luôn nè. Móc cuối cùng rồi, nó cho thêm cái bánh lái chiêu mộ này. Ở bên này hình như là chưa có shop về cái bên thì phải. Rồi, chiêu mộ cốc bia. Ủa, cái bên này nó để cái icon nhìn lạ quá anh em ha, nhìn đẹp thực sự ha. Rồi, cũng sẽ có thêm rương số luôn. Uầy, đã thế. Rồi, có thêm xúc sắc nữa nha anh em. À, ngon lành. Rồi, chiêu mộ cái này là cái su anh em, su thường á. Cũng sẽ có rương số. Ủa, rương số không rồi, mấy cái phép tính này lấy đâu ra ta? Toàn là rương số không anh em ơi. Đây, bánh lái đây. Tính ra ở bên này nó cho bánh lái ít quá anh em nhờ. Hai, à không, cũng bằng anh em ơi, cũng bằng bên server Việt à. Nếu mà như vậy để mình đếm bánh lái thử coi. 1, 2, 3, 4, ủa có 4 cái à. Bên server Việt nó cho bánh lái mỗi vòng này là tới 9 cái lận anh em. Tính ra là đi cái này cũng chua ghê ha. Rồi đây là kinh nghiệm, cái này là kinh nghiệm VIP anh em. Ở này là gọi là bơm nạp liên. Rồi tiếp theo nữa, để coi cái phần bên này coi. Không cho tướng mới luôn, không cho L1, L2 luôn. Rồi cái này là cái điểm đấu trường anh em, điểm đấu trường. Đây được thêm con Hiyori nè. Bánh lái chiêu mộ nè. Lính chì. Không có L1, L2 luôn nha anh em. Chua thôi rồi ấy. Rồi đây là cái chuyên nã anh em ơi. Chuyên nã ở bên này nó giống y chang như là ở bên huyền thoại những giả đó anh em. Nó cho chúng ta thêm mấy cái thùng bia với lại thêm kim cương đồ thôi. Chứ nó không có cho thêm copy tướng đâu nha anh em. Đó, tính ra là đồ thì bên này nó ngon thiệt. Nhưng mà cái móc để mà chúng ta lấy cái đồ đó anh em, nó chua thôi rồi ấy. À, đây là chi nã cho anh em, nó không cho copy tướng đâu. Rồi, nhiệm vụ 6 sao. Cái này là chúng ta có thể mở thêm cái gói bên này anh em ha. Đây, có L2. Bên này có L2, ui, hai cái L2 luôn, ngon thế nhờ. Rồi, đây là nhiệm vụ 5 sao anh em, 2 L2, ui, hai cái L2 luôn nè. Cái này ông nào có điều kiện có thể mở cái gói bên này cày thêm mấy cái L2 cũng khá là ngon đấy. Rồi, coi sơ bộ những cái gói bên này thử coi như thế nào anh em. Đây, đây là gói chiến trường đúng không? Đây là những cái gói kích hoạt rồi anh em ơi. Nhiệm vụ tháng nè, nó cũng sẽ hình như là cho chúng ta bem mấy con quỷ boss hay sao anh em. Đây, có boss rồi các thứ luôn nha anh em. Nhưng mà level 50 nó mới cho bem. Đây là nhiệm vụ hàng tháng luôn, đồ các thứ nè. Đó là event tuần này nha anh em. Nói chung là cũng khá là ok đấy mà, khá ok. Rồi có một cái mới nữa, chỉ ở bên server bản tiếng Anh này có thôi. Đó là cái phần nhiệm vụ ở bên này anh em. À, mỗi ngày anh em đăng nhập nó sẽ cho chúng ta 5 thùng bia. À, tổng cộng là 7 ngày là được 35 thùng bia anh em ơi. 35 thùng bia. Rất là ngon ha. Cứ tuần nào cũng vậy hết. Rồi, tiếp theo là bên này là bên phần nhiệm vụ hả? Để coi coi là đây là nhiệm vụ ngày nè. Đây là kia tiêu 5.000 kim cương đồ các thứ nè anh em. Nó sẽ có những cái móc quà dưới này thêm cho chúng ta nữa nè. Đây anh em, 1.000 kim cương. 1.000 kim cương, 20 cốc bia, 1.000 kim cương, kim cương nhiều thế. Cái này mà tuần nào nó cũng mở thì ngon á em nhờ. Cày đã luôn á, đây 1.000 kim cương nữa nè. Móc này tới móc 2.000 lận nha. 2.000 kim cương và 20 thùng bia. 2.000 kim cương vào được một cái bảo vật xịn sò, mẹ ơi. Cái này làm sao, ôi.
cái nhiệm vụ này hơi bị chui cho anh em, 2000 kinh nghiệm VIP mới ghê chứ ạ. Ây cha, căng. 100 điểm đấu trường nữa nè. Cái này không biết dùng để làm gì anh em nhờ. Đây nè, ba rương ô tàn rương số không à. Không có thấy rương phép tính luôn ấy. Rồi cái này là nhiệm vụ cái này mới là nhiệm vụ ngày nè anh em. Ở trên này hình như là nhiệm vụ tuần hay sao đó. Ở dưới này mới là nhiệm vụ ngày nè. Đó, để khi mà anh em làm xong mấy cái nhiệm vụ ở trên này á thì chúng ta sẽ có một số điểm để mà chúng ta kích hoạt cái gói ở dưới này anh em nha. Mấy cái rương dưới này nè. Rồi, nhiệm vụ của tướng cái gì huyết tế 200 tướng hoặc là cái gì. Cái này là dạng như là chiêu mộ 200 tướng hoặc là 5 sao rồi các thứ nè anh em. Bản này thì từ lúc mà mình review á, rất là nhiều bạn chơi anh em, rất là nhiều bạn chơi cái bản này. À, đó là về cái nhiệm vụ bên này ha. Rồi, đây là có một cái shop anh em, shop này là shop kim cương. Đây. Trời ơi, lính chì bán 25.000. Lâu quá rồi không vô, giá nó vẫn không đổi anh em. Đây. 20 xu anh em. Xu bên này nó ghi là chip ha, chip là xu anh em. À, nó bán vé chiến trường nữa nè. Đó, nói chung là quà bên này ông nào vô kim cương có thể vô trong này mua. Rồi, cái này là những cái gói bơm lúa đây anh em ơi. À, à đây rồi, rương là mấy cái số toán ngẫu nhiên đây rồi anh em. Số toán thì chọn cho anh em, số mới là ngẫu nhiên. Đây, ba rương nè, trời ơi. Đu cái cây bảo vật ninja Legion đó là đu cái bảo vật là bá đao Legion đó thì chắc quéo queo anh em ơi. Đây, rương số, rương phép tính quá trời luôn nè. Wow, quá căng anh em ơi. Ui, 100 rương, khỏe ru luôn ạ. 100 rương là khỏe luôn anh em. Mình nghĩ là mấy cái gói ở trên nó ngon hơn. À, đó là về event đợt này anh em ha. Để mình vô mình xem cái bảo vật bên này coi là nó tới đâu rồi anh em. Wow, bảo vật bên này cũng đầy đủ ghê anh em nhờ. Roi da, roi rồi các thứ nè anh em. Đó, áo da, shop, đồ tùm lum nữa nè. Đó, có mấy cái ôi, easy bên server Việt thôi, khác gì đâu anh em. Đâu có, anh em nhìn kỹ coi có cái nào khác bên server Việt không anh em. À, đủ hết nha anh em, đủ hết nón luôn. Ủa, cái này ngon vậy ta. Cái này nón này là nón gì anh em nhờ. Trời ơi, tăng tốc nè, tăng thêm 50% tấn công đồ nữa nè. Wow, phê nè em ơi, bảo vật bên này nhìn thấy nó ghê ghê. Ui, có bảo vật thuyền nữa hả ta. Bảo vật này nhìn lạ quá anh em nhờ. Thuyền của bo nè, 150 tốc, 45 HP. Từ từ anh em đợi mình tí để mình lắp vô trong game ở server Việt anh em. Đúng rồi anh em ơi, bên này cũng có thuyền bo đây anh em. Tăng tốc, HP lại tốc độ đây ngon ghê hả. Ê bên này tính ra easy luôn, đâu khác gì đâu anh em. Tính ra easy luôn, Burakan đồ các thứ đó nè. À không, 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 bên này chưa có Burakan mà ông ơi. Ở bên này thiếu bảo vật á, chứ không phải là đầy đủ đâu nha. Đây ví dụ như là cái bảo vật này nè. À, của Akanu nè, trời 200 tốc, 100 nộ. Wow, 50 miễn chống, 50% HP và cũng như là có công anh em. Ở bên tính ra ở bên server tính ra ở bên server tiếng Anh á thì nó thiếu bảo vật hơn bên server Việt anh em nhờ. Thiếu một vài món á anh em. Đó, nhưng mà hầu như là đều đầy đủ cả. Đó, nói chung là cũng ok, đó là bên cái phần bảo vật anh em ha, và bên cái phần tướng, kể cả event luôn anh em. Đó, rồi để coi sơ bộ bên này là có những cái trận PK rồi như thế nào anh em. Ở bên này họ sẽ code được cũng nhiều lắm. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ có code đồ các thứ. À, có một trận để coi trận này coi. Trời ơi, cái bát rau đẹp quá. Bát rau chuyển trận đẹp quá anh em ha. Wow, bên này họ vẫn chơi VV đồ các thứ anh em ha. VV rồi Kaido. Ai, mấy ông này sao mà build luôn cả râu đen đồ các thứ nữa nhờ. Ê, hình như là mình đó review bị thiếu hết một cái event nhỏ nữa. Event đó là cái ninja cái bánh lái thuyền trưởng đồ các thứ anh em. Hình như hồi nãy là mình có vào mình xem rồi, quà hơi bị xịn sò luôn. Để coi thử coi bên này. Ô, mình thấy có sạn hắc ẩn nữa kìa anh em. Cái này như là đi bem thụ, đi leo đậu được các thứ anh em. Hai AQG, hai Akanu. Đó, hồi đó là không có thấy con Kaido, bây giờ là thấy con Kaido này đâu phải là Kaido Hybrid đâu anh em. Vậy là Kaido Hybrid hình như là nó vẫn đang bị lỗi ở bên server này hay sao đấy. Sát thương của lượt ghê quá. Tính ra râu đen ngày xưa cũng mạnh đó anh em nhờ. Ông mà nào mà chơi cái meta râu đen lúc đó thì thôi, chắc là chơi game chắc cũng được 2-3 năm rồi đúng không? Khá là mạnh. Trời ơi con VV cháy thế. Ok để coi thử coi. Đây anh em có một cái nữa nha. Đây đó, bánh lái nha anh em.
Rồi để coi quà bên này coi, coi ở bên cái bên đảo bóng tối coi. Xù khác anh em ha. Ở bên server Việt là bên này là nó cho chúng ta là mấy cái cốc bia. Đó, mấy cái cốc bia anh em. Đây có thêm thùng bia nữa nè, thùng bia tiếp nè. Đây 50 coi. Wow! Quà nó vẫn xịn như thường anh em ơi. Vẫn sẽ cho Kaido Hybrid và cho luôn Chopper. Mấy ông nào mà đang không có Chopper anh em nhìn cái này chắc tức lắm anh em ơi. Đây, nó cho nguyên con Chopper. Chopper ở bên này á là nó là con tướng dạng như là cũng khá là dễ tìm. À, không phải là Chopper limit giống y chang như là bên server Việt anh em. Thấy sao đó. À, ngon đấy chứ nhờ. Rồi coi bên đảo rực rỡ coi. Cũng Chopper và cũng như là Kaido luôn anh em. Quà bên này thì nó sẽ cho cốc bia. À, bên này xu thường, bên kia là xu xịn đúng không? À, ôi, tính ra đi nhưng mà cái số lượng để mình ta kiếm cái bánh lái này nha, nó chua lắm nha anh em. Nó chua lắm. Đây anh em coi nè, chiêu mộ thường nè. Đó chiêu mộ thùng bia nè, chỉ có 4 thôi. 4 nhân cho 4 là 16, 16 cái ha. Bên này là 16, 17, 18. À, cái này là bên này nó cho cỡ mỗi vòng là 2, là 8 cái, là 24 à. 24, ở bên này coi, xu thường coi. Bên này xu thường cũng là 2 cái, cộng cho 8 nữa là 32 thôi. Chỉ có 32 thôi nè. Bây giờ phải làm sao kiếm thêm mấy cái bánh lái này nữa. Hình như là bên này nó có mấy cái này nọ kia thì phải. Đây, đây. Nó nằm ở đây nè anh em. 20 bánh lái ở đâu? Nằm ở đây nè chứ đâu. Cái hình thức gameplay này y chang như là bên huyền thoại hải tặc, nhưng mà cái chế độ và cũng như là các cái móc đồ các thứ á thì nó y chang như là huyền thoại những giả luôn em. Thì anh em nào muốn trải nghiệm thì có thể tải cái tựa game này. Liên tải thì chắc là mình sẽ ghi ở dưới phần comment để anh em chơi ha. Rồi ok anh em ơi, đó là cái video ngày hôm nay. Anh em thấy hay hãy cho like giỏi kênh nha anh em. Wow, quà quá trời luôn, cảm ơn rất nhiều ha. Mai có gì mới quay được video tiếp luôn nha anh em.